Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với dự án 45 ngày khởi hành cùng IELTS. Và những buổi học trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về các nội dung liên quan tới Part 1 cũng như là Part 2 của bài thi IELTS Listening rồi đúng không nào? Thì trong bài ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một dạng cực kỳ mới này cũng như là rất là khó để chúng ta có thể xử lý trong phần Part 3 nha mọi người nhá. Thế thì nội dung của phần bài này nó sẽ liên quan tới các cái yêu cầu như thế nào đây? Thì trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào cái ví dụ hiện tại mà cô đang show ra ở trên slide các bạn nhé. Ở đây trước tiên các bạn sẽ nhìn cho cô vào phần yêu cầu đề bài trước nào để dự đoán xem đây sẽ là dạng bài gì nhé mọi người nhé. So the requirement in this part is to choose your answer from the box and write the correct letter from A to E next to questions from 1 to 4. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây sẽ cần phải matching, đúng không mọi người? Mình sẽ cần phải nối xem là từ cái câu hỏi số 1 đến 4 này nó sẽ tương ứng với cả những đáp án nào đã được cho sẵn từ A cho đến E. Vậy thì dạng bài này bản chất nó sẽ là dạng bài cần phải nối thông tin, và cô cũng sẽ gọi luôn với một cái tên gọi đó chính là matching features mọi người nha. Và đây sẽ là một trong những dạng bài xuất hiện cực kỳ nhiều và luôn luôn có ở trong phần Part 3 IELTS Listening của mình. Nên các bạn cũng sẽ lưu ý vì đây sẽ là một cái dạng cực kỳ khó để chinh phục. Và làm thế nào để chúng ta sẽ có thể xử lý dạng bài này đây? Vậy thì trước tiên, trước khi chúng ta cần phải sử dụng được những cái thao tác cũng như là các bước làm bài đúng không? Thì cô muốn hướng dẫn cho các bạn biết rõ hơn về thông tin của dạng bài này, nó sẽ có những cái yêu cầu khác nhau như thế nào nha mọi người ơi. Và như chúng ta cũng có thể thấy ở trong cái yêu cầu ví dụ đầu tiên này, mình có tổng cộng là mấy câu hỏi các bạn nhỉ? Có 4 câu hỏi tất cả đúng không? Thế còn cái danh sách câu trả lời đấy thì sao? Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 answers, right? Vậy thì nội dung của câu hỏi nó đang có số lượng ít hơn so với nội dung của các câu trả lời đã được cho sẵn, được chưa nào? Nên là các bạn sẽ lưu ý giúp cho cô là đối với dạng bài mà câu trả lời có số lượng nhiều hơn câu hỏi như thế này thì khả năng cao chúng ta sẽ khó để có thể áp dụng được cái phương pháp loại trừ trong trường hợp này nhá. Thế còn ngoài ra chúng ta sẽ có một cái ví dụ nữa như sau, giống như là ở trong phần này cô đang chia sẻ với các bạn ở đây. Với nội dung này thì liệu rằng cái số lượng của thằng nào sẽ nhiều hơn đây ạ? Trước tiên các bạn có thể thấy là trong danh sách câu trả lời chúng ta sẽ chỉ có only 3 options, right? Có 3 đáp án, đó là A này, B này và C này, đúng không? Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có tổng cộng là from question number 21 to 25 we have 5 different questions. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 câu hỏi khác nhau. Vậy thì bản chất ở đây chúng ta sẽ cần phải làm gì? Có những cái câu trả lời phải lặp lại, đúng không? Đó, nó sẽ khác biệt một chút xíu so với cả cái dạng vừa nãy chúng ta đã được cô Quỳnh Anh hướng dẫn này cũng như là giới thiệu rồi. Vậy thì để cho chúng ta có thể làm và lựa chọn được cái đáp án một cách chính xác nhất cũng như không hiểu nhầm ý của đề bài thì bước đầu tiên cô muốn các bạn sẽ cần phải lưu ý giúp cho cô, đó chính xác sẽ là cần phải xác định rõ về cái yêu cầu đề bài ở đây nó sẽ là gì các bạn nhé. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có step number 1, cô sẽ ghi ra đây giúp cho các bạn luôn, đó chính là read the requirement carefully. Hãy đọc giúp cô cái yêu cầu của đề bài thật kỹ nha mọi người nha, để chúng ta sẽ xác định được xem số lượng của câu hỏi này hay số lượng của câu trả lời nó sẽ nhiều hơn, và từ đó thì các bạn mới có thể làm đúng theo yêu cầu của đề bài được nhá. Thì đó sẽ là cái step number 1 của chúng ta trước khi mà mình bắt tay và tiến hành vào việc nghe. Để bây giờ sang cho cô đến cái bước số 2 nào. Sau khi mà chúng ta đã đọc xong về phần yêu cầu của đề bài rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm những cái nội dung như thế nào đây? Chắc chắn là chưa nghe được đúng không nào? Vì nếu như trong cái ví dụ số 3 hiện tại cô đang cho sẵn cho mọi người thì thông tin ở đây có nhiều không các bạn? Rất là nhiều đúng không? Có rất là nhiều những cái thông tin cần phải xử lý này. Thế thì trong khoảng từ 30 cho đến 40 giây chuẩn bị trước khi nghe, các bạn sẽ cần phải có những cái thao tác làm gì nữa đây? Thì hãy đọc cho cô vào phần yêu cầu của câu hỏi trước nha mọi người nhá. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần câu hỏi là từ 26 cho đến 30. Nó có những cái thông tin liên quan tới parts of the presentation, là những phần trong cái nội dung liên quan tới gì? Cái bài thuyết trình nào đó đúng không? Thì những cái đề mục ở đây nó sẽ liên quan tới thằng
historical background, rồi là geographical factors, vân vân. Bản chất là những cái từ vựng ở đây nó sẽ mang cái tính chất rất là ngắn, cũng như maybe là nó sẽ có khả năng là giữ nguyên trong cái phần bài nói của mình đó mọi người ạ. Nên cô nghĩ rằng là trong phần này các bạn sẽ chỉ cần làm sao thôi, chúng ta sẽ đọc qua cho cô thật lướt nhanh thôi nhá. Để sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần danh sách các câu trả lời đã được cho sẵn này, để mình sẽ có thao tác làm gì ạ. Hãy chọn lựa cho cô đâu là những thông tin chính ở trong cái câu trả lời các bạn nhé. Ví dụ như là ở trong câu B chẳng hạn, hay là câu A cũng tương tự như vậy. Theo các bạn, đâu sẽ là những cái thông tin chính ở trong phần này đây? Nào câu A chưa nhá? Mình sẽ có đáp án ở đây là use visual, đúng không? Rồi, với câu A ở đây thì chắc chắn cái từ khóa, cái từ quan trọng ở đây nó sẽ là từ visuals, đúng không? Là sử dụng công cụ trực quan, những thứ chúng ta có thể nhìn thấy được này. Đó. Hay là trong câu B thì mình sẽ có cái keyword cực kỳ quan trọng, đó chính là short, đúng không? Làm cho nó làm sao đó? Ngắn rồi. Đó. Hay là câu C cũng tương tự như vậy, involve other students, có sự tham gia của những bạn học sinh khác chẳng hạn. Đó. Thế thì bản chất cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho cái dạng bài matching features này á, để giúp cho chúng ta có thể phân biệt được giữa những cái đáp án này nó có đặc điểm gì khác nhau đây. Đó, để khi mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ bắt keyword và chúng ta sẽ lựa chọn được cái đáp án chính xác, đúng không? Thì cô muốn rằng các bạn sẽ làm giúp cô trong bước số 2, đó chính là mình cần phải lựa chọn cô đâu là các keyword trong câu hỏi và câu trả lời các bạn nhé. Và thường thì nó sẽ nằm ở trong phần trả lời nhiều hơn. Ok chưa? Step number 2. So we have to underline the keywords in the given answers or questions. Nhưng thường như cô đã nói rồi, nó sẽ nằm ở cái danh sách câu trả lời nhiều hơn. Được chưa ạ? Hãy gạch chân cho cô những cái từ khóa này rất là quan trọng, để chúng ta có thể phân biệt được những cái đáp án đã được cho sẵn nó khác nhau ở những cái điểm như thế nào mọi người nhá. Để bây giờ sang đến bước số 3, là bước số 3 chúng ta sẽ cần phải làm sao? Nghe và lựa chọn đáp án đúng không? Ok chưa? Thì cô cũng sẽ chốt luôn ở đây, đó chính là step number 2. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong và phân biệt được những cái đáp án này nó có đặc điểm gì và những cái yếu tố gì khác nhau rồi, thì mình sẽ cần phải listen and find the answers, là tìm ra các đáp án đúng thôi. Thế thì trong quá trình nghe và tìm ra đáp án, chọn lọc đáp án này, mình sẽ cần phải lưu ý ở những cái điểm tiếp theo như thế nào. Thì trước tiên các bạn sẽ nhìn giúp cho cô vào câu 26 trước nhé mọi người nhé. Và mình sẽ cùng nhau làm nội dung của câu 26 nha, xem người ta sẽ nhắc đến những thông tin như thế nào, để từ đó thì mình sẽ phân biệt những cái đáp án hiện tại ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu lắng nghe cho cô nội dung của câu 26 nha mọi người nha. So, I think we've probably got enough for our presentation. It's only 15 minutes. Okay, so I suppose we'll begin with some general historical background about why coastal cities were established. Rồi. Trong phần vừa nãy chúng ta đã nghe được thì các bạn có thể thấy rằng người ta có đề cập đến cái keyword trong câu hỏi đầu tiên, đó là we will talk about the historical background, đúng không? Đó, thì đây sẽ là cái nội dung mà chúng ta báo hiệu về việc đáp án của mình đã nằm đâu đó quanh đây rồi. Hãy chú ý cho cô nghe thật kỹ ở đoạn sau xem người ta nói về nội dung gì tiếp theo nhé mọi người nhé. But we don't want to spend too long on that. Rồi, anh ấy có một cái thông tin tiếp theo là gì? We don't want to spend too long on that, đúng không? Chúng tôi không muốn làm sao ạ? Chúng tôi không muốn phải dành quá nhiều thời gian với cái nội dung này. Đó, đừng nói dài dòng về nội dung này. Vậy thì khi mà người ta bảo là đừng nói dài dòng, đừng nói nhiều quá, thì nó sẽ tương đồng với đáp án nào đây cả nhà nhỉ? Chúng ta vừa mới gạch chân xong đó. À rồi, chính xác. Nó sẽ tương đồng với cả đáp án B, đúng không? Đó là keep it short, được chưa? Vậy thì đáp án trong câu 26 ở đây chắc chắn nó sẽ là đáp án B, keep it short rồi. Tuy nhiên, để chúng ta có thể phân biệt được những cái đáp án ở đằng sau nữa, giả sử như nó liệu rằng có đề cập đến thông tin nào khác nữa hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe cho cô đáp án của câu số 27 là liên quan tới geographical factors, mọi người nhé. The other students will already know a bit about it. It's all to do with communications and so on. Yes. We should mention some geographical factors, things like wetlands and river estuaries and coastal erosion and so on. We could have some maps of different cities with these features marked. On a handout, you mean? Or some slides everyone can see? Yeah, that'd be better.
Ok, nội dung câu 27 vừa rồi cũng đã nói qua cho các bạn về các thông tin liên quan tới geographical factors, đúng không nào? Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng là gì? Có rất là nhiều những cái keyword đã được cho sẵn ở trong cái list of answers này. Nó có được đề cập đến ở trong bài, đúng không mọi người? Và đặc biệt trong câu hỏi của cái anh này, trước khi mà mình chốt ra đáp án này, thì anh ấy có hỏi là gì? On a handout you mean, or on some slides that everyone can see, đúng không? Thì câu hỏi này trước tiên nó sẽ có cái từ handout của đáp án A, nó provide a handout. Hoặc ở trong đằng sau thì người ta có đề cập đến cái việc là gì ạ? Or some slides that everyone can see. Slide ở đây thì chính xác nó sẽ refer đến cái việc gì? Sử dụng PowerPoint, đúng không? Cái thuyết trình này, những cái slide ở trong PowerPoint này. Thì bản chất cái thằng slide này nhá mọi người nhá, đố các bạn biết nó sẽ tương đồng với đáp án nào? Tôi sẽ cho các bạn 3 giây để suy nghĩ nhá. Ok, so 3, 2, 1. The answer is... Ok, very good. Nó sẽ tương đồng với cái đáp án A, use visuals, mọi người nhá, là sử dụng công cụ trực quan có thể nhìn thấy được, đúng không nào? Thì trong bản chất cái câu use some slides này, nó đang hỏi mình à, liệu rằng các bạn sẽ sử dụng tờ handout là cái tờ giấy phát riêng, hay chúng ta sẽ sử dụng slides và visuals đây? Thì cô ấy có một cái câu trả lời nó hơi mông lung một chút xíu này, đó chính là yeah, that would be better, đúng không? Thế thì từ that ở đây, cái nào sẽ là cái thằng better ở đây? Thì như các bạn có thể thấy trong câu hỏi của anh này thì anh ấy có một cái trật tự sắp xếp về hai đối tượng này, đó chính là handout trước, đúng không? Và cái thằng slide sau. Nhưng cô ấy bảo là that will be better, thì cái that ở đây ấy, chính xác là nó sẽ refer cho cái thằng đằng sau, cái thằng được nói đến và đề cập ở phía sau các bạn nhá, chính là thằng use visuals on some slides. Ok chưa? Vì vậy cho nên đáp án của câu 27 đó chính là đáp án A, thay vì đáp án E giống như là ban đầu chúng ta nghe được từ hand out các bạn nhá. Vậy thì trong quá trình mà các bạn lựa chọn được những cái thông tin này cũng như là những cái đáp án liên quan tới phần câu hỏi, thì có một cái exam tips mà cô muốn để cho các bạn nhớ được ở đây. Cô sẽ ghi lại cho các bạn nhớ được một cách chính xác hơn nha mọi người nhá. Đó chính là thường các đáp án đúng sẽ được paraphrase rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Sẽ được paraphrase trong bài nghe. Đó. Còn đáp án sai thường nó sẽ được giữ nguyên y hệt giống như là ở trong cái phần danh sách đáp án đã được cho sẵn luôn. Ví dụ như là chúng ta có cái câu 27 đúng không? Cái từ handout này hầu như là nó không thay đổi gì cả. Nó nói luôn là on some, on a handout or on some slides, đúng không? Hay thậm chí là câu 26 liên quan tới historical background này, người ta cũng nhắc tới cái từ other students, đúng không? Nhưng nó bảo là gì? À, không cần phải involve other students đâu, bởi vì other students thì already know. Nếu như các bạn có thể bật lại file nghe và chúng ta nghe lại đoạn đó nhá, thì chắc chắn là phần này các bạn sẽ nghe cực kỳ kỹ luôn và cực kỳ rõ luôn, được chưa nào? Nên nhớ cho cô, những cái bài này nó sẽ bẫy về cái khả năng xử lý thông tin của mình. Khả năng cao đáp án đúng sẽ được paraphrase. Nên những đáp án nào mà chứa từ vựng được B nguyên vào mà không có xu hướng paraphrase thì hãy nghi ngờ nha mọi người nha, rằng đó có thể là những cái bẫy mà giám khảo họ đưa vào để test khả năng và trình độ nhận biết của chúng ta đó. Ok chưa? Thì đó sẽ là một trong những cái phần exam tips mà cô muốn giới thiệu cho các bạn. Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? Các đáp án nghe được ở trong cái phần câu hỏi ấy, thì thường nhá, sẽ có xu hướng được nhắc đến với nhiều, kèm theo nhiều đáp án bẫy. Đó. Ví dụ như là mỗi một câu 26 đúng không, thì mình đã có hai keyword, đó là keyword về keep it short bằng với cả don't keep it too long đúng không, và cái từ other students đó, B và C thì nó đã đều được nhắc đến trong câu 26 rồi. Hay là câu 27 cũng tương tự như vậy, A và E nó sẽ là hai cái đáp án đã được đề cập đến, tuy nhiên mình phải nghe và lựa chọn chọn lọc thông tin một cách chính xác nhất, sát với yêu cầu đề bài, thì maybe nó mới có thể giúp chúng ta lựa chọn được một cái đáp án phù hợp nhất với yêu cầu của câu hỏi.
mọi người nha. Vậy thì sau khi mà cô đã hướng dẫn cho các bạn về những cái cách này, những cái thao tác để làm bài này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về những cái exam tips để sao cho trong quá trình các bạn làm, các bạn có thể chọn lựa ra được một cái đáp án chính xác nhất, thì cô rất hy vọng rằng cái phần bài giảng ngày hôm nay của cô đã có thể chia sẻ được cho các bạn những cái tips làm, cũng như là những cái common mistake, những cái lỗi sai mà các bạn hay gặp phải trong dạng bài matching features này rồi. Và sau cái buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ cố gắng là làm thật nhiều những bài tập matching giúp cô để có thể cải thiện được cái kỹ năng nghe của mình và khiến cho cái phần bài này nó sẽ không phải là một nỗi lo sợ của chúng ta trong phần bài thi IELTS Listening Part 3 nữa nhá. Ok, cô rất là hy vọng rằng là trong buổi này cũng như là trong những buổi học sắp tới, cô có thể hỗ trợ cũng như là hướng dẫn cho các bạn thật nhiều những phần kiến thức cũng như là chia sẻ hơn nữa để có thể cải thiện phần kỹ năng nghe của mình nha mọi người nha. Ok, và hẹn gặp mọi người trong những buổi video sắp tới nhá. Goodbye everyone and see you soon. Bye bye.